9 tháng 10, 10 tháng 10, 12, 13 tháng 10, 14, 15 tháng 10 năm 2020. Đậu và ớt chuông thì mình sẽ xào, còn cải trong rổ mình sẽ làm canh đi. Chỉ cần bỏ dầu tỏi xong rồi thêm xíu dầu hào nữa là xong. Hello, bây giờ là 6 giờ 15 sáng. Giờ mình đi là tinh thần của mình không có nói gì nhiều được, nên là mình sẽ đi xuống dưới. Chưa tỉnh ngủ nữa. Ví nè, điện thoại mình đang cầm nè, khóa nhà. Mình kiên quyết không nói gì đâu. Bây giờ là 4 giờ rưỡi. Cái mặt mình hôm nay hơi bị ghê nên là mình sẽ che nó lại. Bây giờ mình sẽ ăn một cái gì đó. Chắc là ăn cracker. Cố gắng ăn một nửa. Nếu mà không nổi thì mình sẽ ăn hết cái hàng này. Và mình sẽ chấm với... Có lẽ mình sẽ quẹt cream cheese để ăn. Mình mới phát hiện gần hết hộp, nên là nếu mà ai chưa biết cái này thì đừng có thử. Đừng có thử nha, nó ngon lắm. Đừng thử. Đừng thử. Bữa tối mình có pad thái. Pad thái này là mì xào của Thái Lan, hủ tiếu xào đó. Xong rồi có giá, có xíu tôm, bóng đá đang chờ cờ. Xin giới thiệu, đây là bài hát quốc ca của Úc. Quốc ca mình biết chữ được chữ mất đó. Cảm giác hơn cả thế giới không? Thật sự là mình đang rất hơn cả thế giới này. Cả thế giới luôn. Tối hôm nay chỉ có vậy thôi. Dầu, tỏi, nước tương, đường, hai lát cá, xong mình hết xong. Done for dinner, that's it. 12 tháng 10, mình đang ở dưới bếp và trước mặt mình đây là... Wow! Cái gì mà nhiều thế? Đằng xa xa kia là gói chip mà qua mình ăn khác rồi. Xoài, cà rốt, dứa, cần tây, dưa leo, rau mùi, tía tô, quýt, tomato, áo đỏ, lại thêm quýt nữa. Blueberry, rau cá, chanh, cà rốt, riêu để nấu riêu cua, táo xanh, giá, và khung chiên để bỏ vô nồi. Bây giờ mình phải bỏ hết cái này vừa vô trong tủ lạnh. Hồ bíp. Voila. 7 giờ tối. Không biết tại sao hôm nay cái cầu rồng này là lại show lên cái màn hình, làm cho mình cảm thấy rất là gần gũi. Và đây chính là mình. Và mình chuẩn bị xuống dưới làm trứng chiên để ăn tối. Và còn mấy lá cá sau mình ngày hôm qua nữa thì mình sẽ ăn cho hết luôn. Trưa mình đang xào cà chua, chuẩn bị thả vào nồi nước làm bún riêu.
Vẫn là bún riêu nhưng mà đã là ngày 14 tháng 10 rồi. Bây giờ mình mới nhớ là ngày hôm qua bún riêu quên bỏ riêu à. Hôm nay nhất định phải bỏ đầy đủ nè. Ăn tô bún cho trọn vậy. Ngày 15. Hôm nay là ngày hẹn lấy kết quả thử máu của mình. Thứ nhất là mình bị thiếu vitamin D, thiếu ánh nắng mặt trời. Và thứ hai là mình bị cholesterol high. Cholesterol là chỉ có từ mỡ động vật thôi, cho nên cố gắng ăn ít, hạn chế ăn mỡ động vật càng nhiều càng tốt. Trước giờ mình cũng hay đùa là mình ăn nhiều á, nhưng mà thật ra đó là thật đó. Bây giờ đi khám về là bị cao cholesterol. Cholesterol đó ngoài cái cream cheese đó thì nó cũng có trong động vật là thịt, trứng, sữa, xong rồi thì mình sẽ cố gắng giảm lại. Thật ra mình cũng không phải là bệnh gì đâu, nhưng mà mình chỉ biết kết quả này để ý hơn cái gì mà mình bỏ vào miệng thôi. Tình yêu của mình đối với đồ ăn là vẫn rất là lớn. Mình là chú ăn vô tội vạ luôn á. Nó có hậu quả hết đó. Bất kỳ những gì mà mình bỏ vô miệng thì nó đều chạy trong đây và nó sẽ có hiệu quả và nó sẽ có tác hại. Bây giờ cái bụng của mình nó một nấng mỡ luôn nè. Đó. Đây là đó thì nói chung là mình cũng không stress quá về cái kết quả này. Bây giờ 3 giờ rồi, 3 giờ rưỡi hả? Khoảng đó thì mình sẽ ăn xôi xoài. Mình cứ hay đùa với mọi người là mình ăn nhiều lắm, mình khả năng ăn của mình nhiều lắm. Tất cả mọi thứ đã trở thành sự thật rồi đó. Cái này người ta gọi là cái gì đó, law of attraction đó, cho nên là mình nên đùa những cái gì tích cực chứ không có đùa những cái tiêu cực nữa. Từ nay mình sẽ ăn lành mạnh hơn, cố gắng. Bác sĩ có đưa cho mình một cái gợi ý nhỏ xíu là nếu như mà mình ăn vegan trong vòng 3 tháng thì cholesterol cao của mình sẽ, nhưng mà mình biết chắc một điều là mình sẽ không trở thành vegan được, nhưng mà mình sẽ cố gắng ăn nhiều chế độ vegan. Bác sĩ nói còn cái nữa ngoài cholesterol là mình bị thiếu vitamin D. Mình thiếu vitamin D. Dạo này không có nhiều nắng nên vitamin D mình thiếu cũng là chuyện đương nhiên. Chắc là tới mùa hè thì mình chỉ định cập nhật khoảng 30 giây thôi, nhưng mà hình như nãy giờ mình nói hơi nhiều. Thôi bây giờ mình sẽ đi vô ăn xôi xoài. Đây, thiệt ra là 6 tháng sau mình sẽ quay lại để thử máu tiếp và để bác sĩ xem thử là tình trạng của mình đã đỡ hơn chưa. 6 tháng sau thì cũng đã là nắng nhiều rồi nên mình nghĩ là cái vitamin D này sẽ được cải thiện nhiều. Còn cái cholesterol thì mình phải thay đổi. Và đây là nước dừa. Không phải nước dừa mà là nước cốt dừa. Nước cốt dừa để mình ăn xôi xoài. Hai trái xoài như vậy mà mùi đỗ quá, dễ sợ. Xôi là mình đã nấu ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng. Thiếu gì không sao nói. Xin mời. Now vitamin D is low. You have to go in the sun, short sleeve, shorts, you know, less than you get the vitamin D for half an hour every day. So is it just from the sun or from the food you eat as well? No, usually from the sun. Okay. I think that nowadays they put some vitamin D in milk. But, you know, how much do you get if you drink a little bit of coffee in every day, you know? True. I mean, on the day that you not go for a walk, mm-hmm. in the sun, you know, with your skin exposed for half an hour, then you take a tablet. Yeah. Yeah, so, because I see a lot of people walking around, but they cover like a mummy. So that doesn't really allow the sun to penetrate your skin. Mm-hmm. Yeah. Now, your cholesterol is a bit high. The fasting cholesterol is 6.5. And the normal one? Normal is 5.5. This cholesterol is purely from fat in the food. Fat in the food? You can't have cholesterol from anything else. And the food has, we call animal fat in it. So if you become a vegan, for instance, no fat, that would 6.5 would go down to 4 in about 3 months. Okay. So it's very simple. Unless there are some people still have, you know, the chicken skin, you know, that's the fat. Okay. Okay, the crispy pork. Yeah, crispy pork, but that's the fully fat, you know? Okay. Yeah, some things that has fat that you don't know, like biscuit chocolate,
rau phải rau kia thì use butter, you know. Okay. So I think if you careful, you know, look into your diet and see exactly what is bad, you know, because some obvious, some hidden, you know, mm-hmm. and you take them out, then we check it again in about 6 months. Yeah. But if it persists, we have to start tablets. Okay. Mm. They're too young to have tablets, mm. you know. Mm. Okay. Yeah. Yeah. Okay.